con ơi. Con có nước ngoài. Sang siêu dông. Sang siêu dông ha. Sang siêu dông. Là dông luôn hay gì? Dông. Nè. Là chơi sang dông luôn. Rồi. Hả? Nay mưa mấy ông à. Ừ. Con đi nó. Xã này hả chồng hả? À, cô tôi qua chồng. Tôi qua hả? Ừ. Tôi qua là bà nào? Đó bà đó. Cô Tư. Tư qua ngay. Tư. Anh đang thương bà vậy. Thương bà mà được. Thầy thương bà mà. Kêu bà lại nói thương bà coi. Bà xã này hai chồng bà. Tôi má chồng. Nó má chồng rau chân cũng nhổ quăng hết trơn. Ờ nó nhổ cây này bỏ đi nha. Trời ơi. Mày nhổ rồi tao mới trồng lại. Bẻ mấy trái vô làm ớt kim chi. Ừ. Con mà tư xanh con nhổ. Nhổ bỏ. Má mới trồng lại đó. Chết rồi. Chết đâu mà nhổ chứ. Cái ớt của ta đang xanh thì nhổ ừ, bỏ. Nó nhổ đang queo gì nhổ gì vậy? Nhổ, chết. Nhổ quăng xong. Chết rồi không? Trồng mới trồng lại đó. Chết chưa? Chưa. Chết đồng chết. Nhổ quăng chân à. Hồi biết nhảy không ơi? Hả? Biết nhảy không? Trời ơi, người Hàn Quốc về mà không biết nhảy là dở rồi đó. Ồ, tư xanh mà nhổ quăng. Lớn à. Nhổ đi rồi bẻ trái ớt vô làm kim chi. Nhổ rồi lấy gì ăn? Cây này chồng hả? Dạ. Cây này hả chồng? Bả. Hả chồng hả? Ừ. Nhổ thịt chứ. Chồng gì? Tôi là chồng bộ hành đó. Đâu? Đó, tà lưng đó. Liên đầu cơm điển xong rồi chồng bộ hành đó. Chèo cái ớt té bộ hành. Chèo cái ớt té bộ hành hả? Quăng đầu cơm điển xong rồi lấy hành ra chồng á. Còn đầu cơm điển quăng rồi hả? Không. Đầu cơm cũ đó, coi con lấy được quăng xong cũng đem hành con chồng đầu cơm nhỏ đó. Đồ điện nó biểu nó tầm bậy tầm bạ quá, bà tầm diện nó tào lao. Có bệnh không? Có. Nó tào lao, nó tầm bậy tầm bạ đó, nó báo công an nhốt chết thôi. Ừ. Người ta giàu cho đẹp, còn mình xấu đừng có nó bậy. Ừ. Tôi thương bên bà tôi bỏ luôn á. Ừ. Có đâu tào lao. Đừng có dọn cỏ này nó nha, ngứa nha, mấy ông đâu đừng dọn này đi. Mấy ông ơi, lỗi đâu không? Lỗi à, từ ra tới đây tắm chân mi nè. Ôi dạ, đây tắm chân mi luôn hả? Dạ. Rồi xuống dưới kiếm gì? Bắt ốc hay vậy? Bắt ốc hay gao. Ừ, dữ thế. Đi bán. Có không? Có. Rồi đi bắt gì thò tay bắt gì lương gì tùm lum. Bắt lương nữa hả? Ừ, gắn mối nữa. Thò tay vô tới đây đất nè. Có bắt lương cua. Đi qua bên đó chơi luôn. Qua đâu? Đi qua lậu bên đây luôn. Rồi bánh luôn hả? Sình không? Bánh kiếm gì bánh? Cá, đất, nhóc. Đúng đi đâu đi. Ốc. Lậu là cầm tao bánh nhóc. Lương, tôm rồi bánh. Ao hồ. Người ta nuôi cái gì? Nuôi nhóc. Người ta nuôi bánh bắt người ta đập à? Ai à? Hay nhìn thấy trong mà. Đừng có nhổ nè, nhổ quăng hết trơn má mới chồng mấy gài. Thôi à, ca bản đi. Ừ, ca bản đi. À, ca bản gì vui vui đi. Đám cưới đầu xuân đi. Ừ, rồi, đầu xuân đi. Tết năm này quá chiêu chơi. Đám cưới đầu xuân chúc anh chị nè. Mừng anh sao có chị sao có dâu hiền vui. Hai đứa đẹp đôi thì chúng mình đẹp lòng. Tại vì biết sao không, khán giả tôi không biết ca. Ca không bán đâu. Anh Tân coi đi. Biết rồi, thắt tiếng hết trơn, bớt cao kê rồi đi. Đi không có cao kê không? Rồi, mưa tới luôn. Dạ không. Mưa lớn lên đây, ai buồn biết liền. Đời ta cô đơn có gì mà vui. Mưa càng nhiều chờ thấm em ơi. Rồi mọi người, mỗi đứa hai đường đi. Có mát không trời? Mát. Mát rồi đó. Múc bạn rồi kiếm xe xuống chơi nha. Rồi. Kiếm bạn nhậu chơi không có đâu. Nhảy rồi. Bữa nào không có ông Tân đó, ông chạy xe xuống chơi. Ok. Nha. Ừ. Tối xuống chơi. Ừ. Tối ha. Thì xuống chơi ông giấu không? Ừ. Không có vợ con, không ngủ, ông xuống chơi. Ừ. Chốn không? Biết đường gì không? Biết. Ở đâu? Hả? Xuống có đãi gì ăn không? Gì? Có đãi gì ăn không? Sầu riêng được không? Được. Tối chiều nó mới vợ. Quay. 12 giờ phía đi. Dạ. Giờ phía. Dạ đó xuống sao? À, bữa nay ăn vịt không mấy bạn tôi mua vịt cho ăn nè. Ăn không? Ăn. Nó mua vịt ra. Còn 12 giờ xuống đây làm gì? Mua vịt ra cho mấy ngàn mình ăn nè. Mua bia nhậu đi. Hả? Nhậu tay nè. Mơ. Dạ. 12 giờ xuống làm gì? Ai? Rủ. Xuống chơi. Qua chuyện chơi. Trời ơi, 12 giờ nói chuyện hả? Ừ. Trời ơi thôi. Tâm sự rồi chim biển hay gì? Ừ. Thôi. Bây giờ là vô ngủ đó. Bởi gì? 12 giờ đâu có nói chuyện được. Thôi ca bản tặng nha. Rồi. Ai mua sầu riêng chứ ai mua sầu riêng. Xin dừng ghe quán mơ. Em đây bán trái sầu riêng chứ không bán tình riêng. Đường lên dọc đá nửa đêm chân vàng hàng mặt tự yêu nhau. Ánh trăng kia nghiêng nghiêng buồn như không dám nói. Cho hai đứa xa nhau rồi. Tôi không biết ca hiểu không? Nhảy không? Mày ca mấy bạn đâu phải nhảy vậy nè. Nhảy tướng miền hả? Kiểu Campuchia ơi.
Dạ tiếng miền hả? Ừ. Tiếng miền ca nhảy sao mà ca được? Campuchia. On ching on chai mon tre mon te. O con ching rang con, a mon chi rang ngon. Wo chi la won ching ang ngon te. Tao đâu nói rồi, tôi thấy cái ghê quá trời. Đó hay đó. Tôi thấy tiếng miền là thấy ghê quá. Ghê hả? Ừ. Thôi à, mà mấy ông mấy bà vô nhà đi mưa mấy ông ơi. Đứng lên chút đi. Dạ, cho nên tôi đứng đây tôi cũng quay nè. Đứng đây nó mát rồi. Nó mát. Ừ. Trong nhà tôi làm quá. Điều lẹo đi không chơi. Anh nói sao bữa nay tới mấy chú ở thăm không cho tiền là có ai ơn trên nè, không không cho hết trơn. Hỏi coi làm gì em ru à? Buồn, không có tiền buồn. Cho hôm qua chứ mày đáp khi nào điếm. Hôm qua, chuyện qua là 2 à, tôi à, mua đồ hôm qua nhóc. Cho 1.500.000 bỏ túi giờ. Mới cho hôm qua nhóc cho gì nữa. Mời mốt ta cho nữa. Đợi buồn. Anh ta nhóc lần đó, là họ đã cho anh chị bỏ túi. Bỏ làm cho để giờ còn đó nó giữ đâu có xài đâu. Giấu phải không? Ừ. Mày giúp hịch bé mù hả? Tiền hấm gà cho bà con không? Hết rồi. Còn, trời đâu có dám nhẽ. Còn đâu? Tại tao cất đủ. Mày nửa đêm mày dỡ túi tao hoài. Ờ, đang lấy rồi. Lấy tao rồi. Còn nhiêu đây rồi. Còn bớt hả? Ừ. Bà giữ à. Nó dỡ túi hoài à. Nửa đêm nó dỡ túi tôi hoài à. Thì không tăng cho bà đó. Cất kỹ dữ ha. Trời ơi, nó hổm nó lấy kéo nó cắt của tôi nữa. Bậy không? Đó, tao đang không. Lấy nha. Ai mà lấy của tôi sẽ. Còn nhiêu mày hết trời. Còn nhiêu ta? Anh tăng coi đó đâu. Coi nó được chứ. Thì ông tăng cho bà nhiều ha, để mày ngu. Mày không cho uống cà phê ha. Bỏ túi đi. Mua đồ mua đạt đóng tiền. Ông chỉ để cho đó ha. Đâu dám ăn xài. Đâu không có xài cho nó. Thánh thần. Tôi ra tôi mua đồ không nè. Điện nước. Đâu. Tôi mua đồ cho bà ăn không. Từ đó giờ mơ không gặp Minh Tăng rồi sao có tiền xài. Cũng khổ chứ bà. Khổ không? Khổ, đâm muối xả nè. Bức xả nè, đâm muối xả ăn rồi bắt đầu ăn ngày qua luôn đó. Ừ. Từ ngày gặp ông mua cá rồi đó. Ừ, từ hồi gặp tới giờ toàn là mua cá bự. Ừ. Đâm xả nè, ha, tôi đưa mấy chú nè, rồi có đâm ăn chú. Để muối vô ớt ăn. Thiệt không? Nóng gần chết. Không, không gạt thấy ăn vịt không đó. Ăn vịt là mới mua đó. Mua ha. Mới mua 4 con. Ăn vịt là lúc chưa gặp mình. Ừ. Ủa, ăn xả là chính lúc chưa gặp làm phước người ta, thấy dân chúng chết chân. Ừ. Đi chợ giờ bán dân chúng chết chân. Cầm tiền không có ai. Ừ. Bỏ túi xài đi. Ừ. Mày tối nữa đi mày mò mò cái mồ kia mày kiếm vào đâu. Mày coi chừng kiếm lấy thịt chân. Ừ. Kiếm ra. Vô. Có vô qua. Chơi bệnh á, để cho bệnh bà trống á. Hả? Có vô đây không? Không có vô đây. Chơi bệnh không? Vô đây gặp bà. Bà chữ. Ừ. Không cho kiếm. Mà tôi cho nó 100.000 nó không lấy không ơi. Không lấy sao? Không. Nói sao? Nó nói không, nó không lấy. Nói ông lấy rồi tiền đâu ông xài. Rồi giúp ca chia ra nghèo nhau nó đâu tôi không lấy. Nói về mày kể má mày mới công ở tù chân. Mơ thương ổng không? Hả? Thương không? Cũng thương chút mà cũng ơi. Thấy tội nghiệp của thằng nghèo quá trời nghèo. Thôi ra bà hai chơi đi. Nghèo lắm hả? Nghèo lắm luôn. Nhà không có chén của bác rồi bà thì già cả bốc lết lội. Ông quay khuyên bà lên vào. Đi bà chơi nè. Ừ. Thôi. Bữa nào đi. Bữa nào đi. Bữa nào hả? Không chịu qua hả? Không mà chịu qua bà hả? Chịu qua bà không? Chị có bài bữa nào đi? Bữa nào, bữa nào đi hết trơn? Mấy anh em đi hết rồi. Trước 3 bữa chị vào đó. Sức vào bên. Chấm 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 đầu chị ạ? À? Ừ, tối ngày chấm đêm nữa. Sức vào bữa 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 chị vào. Có sức vô đây nè, sức vô hai lỗ mũi á. Có chưa? Nhức đầu. Quẹt thì khơi không, không có sức vào. Bệnh. Quen rồi ha. Ừ, mắt cái bù nào chịu không nói. Ừ. 3 bữa 4 bữa. Chấm cho dầu không? Dầu ơi. 3 bữa bữa chị vào sức tụm lắm. Ông sức không? Không à. Sức quen hả? Đâu quen đâu. Nó sức cho nhẹ cái đầu nó khỏe. Trung Quốc nè. Đâu? Chữ Trung Quốc. Đọc coi. Chữ nào? Chữ gì không biết? Ờ, chữ đọc tiếng Tha, tiếng Đài Loan á, đọc coi. Ừ, đọc tiếng Đài Loan rồi. Trung Quốc, Trung Quốc. Chứ đọc Trung Quốc rồi. Trung Quốc khó quá. Khó tiếng hả? Mỹ rồi hello vô chứ. Ừ. Đọc chào tiếng Mỹ rồi. I'm là hello vô what your name? My name Đài Loan Hàn Quốc. My name qua. Anh nhân ở vô cầu mắt đó ta. Trung Quốc Đài Loan tôi không biết cái này Trung Quốc nè. Trung Quốc nha. Nó hiểu Trung Quốc cho giàu 25.000 cho nè. Ông chơi Mỹ nè ha. Ừ. Mỹ chơi đã. Để ớt tại đường đốt là. Tây Pháp Mỹ à. Nhổ quăng xong. Ơi chết rồi. Ừ. Dục bỏ đi ha, bẻ trái vô. Ừ. Lật vô đâm sát ớt vô kim chi Hàn Quốc. Nướng thịt vô máy ăn ngon. Lấy máy về có thịt ăn. Nướng ăn ớt không? Ăn chưa. Bà để là ớt chết là ngực chết luôn. Bà chồng mà trời tao độ. Nè cái này sống rồi thấy không? Xả nè. Ba tao nó ra xả nè. Cái bằng lòng đi em đó.
Ra bằng lòng đi em đi. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cô lão xanh, một dòng sông xanh. Đó, tôi thuộc mà tôi cao không có nổi. Lớn rồi, nó ghiền dầu hả? Ghiền dầu. 3 ngày, 4 ngày. Sức nó nhẹ cái đầu. Làm gì trời. Chơi dầu bao ngày, chơi dầu. Việc đấy. Không có sức không, tin hả? Tôi là ông bạn tôi sức tin, không có chịu. Không có chịu hả? Dầu tinh. Đây, mới mua chứ mà. Còn bà đẻ ông đây gần không? Không. Ông bé hả? Không ạ. Kêu bà đẻ đi. Ông chịu không ạ. Ông chịu không ạ. Chê ông quá quá. Không à. Ông nói chịu thương ha. Ông này có cô Lan nè, chị Kiều Mỹ nè. Ê, có chỗ đầu nào nó Lan không? Hả? Lan không? Thôi vô đi, vô đi. Ca đi dài bán vô. Thôi không có ca được. Sao mà không giống mơ ha? Ai? Mơ không giống mơ. Tôi con xinh. Cô này lụm về nuôi. Lụm về nuôi ha. Người dân. Không có bà con. Có hương hả, bà không? Mẹ tôi người miên chết rồi. Ba tôi có vợ khác. Không? Hả? Có hương má không? Thương chứ. Người không dân rồi. Hả? Không mất á. Thôi không được. Vì mà nó thương dốc. Không mới đi. Thôi chú Bình tôi quát xấu không à. Vì mà mơ nó thương ba nuôi tôi mà mẹ. Thôi nhìn ba thấy ghê quá. Nó không chịu rồi đó. Ừ. Sao hả? Có gì đâu ghê. Gớm. Mặt mày nhăn chân hay gì? Gớm, ba đồng kia ghê. Ghê mẹ. Mày đẹp không? Mày đẹp không? Tôi út ừ. Mày đẹp không? Ai biết là đẹp không? Hỏi Tân là đẹp không? Gái 39 nè. Đâu hỏi bà có đẹp không? Mà gái 39 tuổi đang tờ trong chân. Anh đi cầu mà nghe rất rất gây đông. Tôi đơn thân vào mộng vào mà ai cũng muốn yêu thầm. Đời gái điên biết tình yêu nào mà dám lựa chỗ. Sợ tối rồi mùng cũng cháy chết anh ơi. Thì yêu nhau thì cháy quýnh lộn luôn. Thấy không? Ca tiếp luôn, ca tiếp luôn. Tiếp. Ca luôn hả? Ừ. Tên ca là sao tôi không thuộc ta? Ca thí. Ca thí là ca. Chứ có sức gì đâu, kiều 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 hay hay. Tối ngày chán đêm thì sống rồi. Thơm. Đồ mẹ cái này nè, ông mà đấu vô đây là nó ngột thở chết quen. Chết tối ngày đêm. Hả? Đổ vô một tí. Đổ nhẹ cái đầu nó. Ông kia ông chức ngồi kết tôi nghe cái ông nói mà coi tôi chức ngồi đổ vô cái tờ rồi ông la làng. Đổ đây nè. Đau không? Nồng lắm. Rồi, thôi đi vô ơi. Vô đi. Vô đi. Vô đi mấy ông ơi. Ông ta ông Phật này ông biết thương Phật ha. Đủ nụ thấy không? Nhang đốt cúng nè. Tới ngày. Mấy cái móc mà ba bốn bữa bỏ lấy khác, ba bốn bữa bỏ khác, tháo cái gì đó ha cô hả? Cài cửa rồi bỏ đây cửa thì tăng cho mày chơi đó ta. À, móc nè, coi móc nè, tháo mày chơi với bà đi mà. Tháng hai còn mấy giờ mấy sư cô? Đó mày chơi bà đi mà. Ờ cơ bả đồ nè. Đây là đốt nhang cúng nha. Đấy giờ mắc căng. Nhang nào cũng đốt rồi. Đồ đạc sao bỏ? Ôi tùm lum chân mà. Ờ à, đã ngủ đó em. Xuống mưa xuống sàn ngủ hả? Ừ. Một đầu thì quấn cái đầu để cái máy. Đâu bệnh mà không ai trị bệnh tôi chứ. Đốt cúng lại. Tấu nhà chân đi bố nhang. Cúng năm nay 39 năm mà. Ba bữa bốn bữa. Có chồng Hàn Quốc cũng cúng người Việt Nam cũng cúng khỏe. Cúng giường Tam Bảo mà. Mai cúng nha, mai 5 giờ tôi cô đi đó. Dạ dạ. Bố nhang cầm chân ra đó còn còn ba cái đâu. Ta là đốt nhang rồi nó mua vào trời vào bốn nó công ty lập đội tôi qua tới là mai có tiền ta. Cho con cháu mà ăn phát tài phát lộc qua năm mới qua thành phố ở trên sương mà ăn cho vợ chồng tăng cho kỳ mỹ gửi tiền cho dân chúng nó thượng thảo nè làm ăn nam mô phật trời phật tây qua nam thổ nam mô phật nam mô phật cho mà má về cho nên giúp cho tiền và như vậy làm ăn bạn bè nè bây giờ tao ăn phật đầu thấy chung là bạn bè đồng nghiệp làm ăn nè bố công ty là may mắn nụ cười chơi tất cả là cho kỳ mỹ nam mô phật nam mô phật nam mô phật ông nói tôi phải thộn với nè nam mô phật nam mô phật nam mô đi là phật nam mô đi phật cho tất cả là phật nụ cơ bản mà sang trong ủng hộ thì mà sao đập đầu nó một phần anh sơn cho nên một phần trăm một phần đốt ngày nào cũng đốt sáng đốt chiều đốt cũng không cấm nữa vô trong nhà bữa nay đổ hướng vô nhà cấm hả à thầy chùa mà vô nói tầm bà là bắt chết ha. Ừ tăng chơi mà tôi tu đó nó tôi cũng từ nhỏ lớn mà cũng bài này cũng cúng lại đi biết đâu mà một phần tôi chọn sống cái đừng chết tôi qua đường thôi cho ta mà còn cháu làm ăn quý tộc có sống qua ta mà đỡ một phần tôi cúng sáng cúng chiều cúng cái hoàng hôn tôi cũng cúng làm ông chụp cái bình cho tôi à thôi chụp bình luôn đi rồi nè. Chụp tấm hình chụp cái bình đi hoàng hôn ngày nào tôi cũng trúng phượng hoàng
1, 2, 3. Vô. Vô. Uống rồi. Uống luôn. Uống luôn. Ừ. Uống. Ông Quang quá. Dạ ơi. Bye bye khán giả ơi. Thôi chào khán giả nha. Ừ. Bye bye khán giả. Rồi bye bye. Mì gió khán giả ơi. Mì gió ơi. Ừ. Rồi, ai luôn.